Chiều ngày 23 tháng 5, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online xác nhận đội 3 của Phòng Cảnh sát Hình sự PC02 Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an quận Bình Thạnh vừa bắt giữ Nguyễn Viết Cường, 23 tuổi, ngụ thành phố Thủ Đức, nghi phạm dùng búa cướp tiệm vàng tại phường 25 quận Bình Thạnh. Tại cơ quan công an, Cường khai vào tối ngày 22 tháng 5, Cường chơi bài trên mạng bị thua hết 20 triệu đồng. Sợ gia đình phát hiện la mắng nên Cường nảy sinh ý định cướp tiệm vàng để có tiền trả nợ. Đến khoảng 13 giờ ngày 23 tháng 5, Cường chạy xe máy đi lòng vòng các con đường ở quận Bình Thạnh, tìm tiệm vàng sơ hở để cướp. Tại đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25 quận Bình Thạnh, thấy tiệm vàng ST không có khách và nhân viên đang ở phía sau. Cường dừng xe, dùng búa đập mạnh vào tủ kính, rồi lấy hai vòng vàng và tẩu thoát về hướng bến xe miền Đông. Sau đó, Cường đến hai tiệm khác để bán vàng. Đến 16 giờ 10 phút, Cường bị trinh sát đội 3 phòng PC02 và Công an quận Bình Thạnh bắt giữ. Một cái búa, cái gì nữa? Đôi găng tay, dạ. Ừ. áo khoác với nón bảo hiểm, dạ. Với lại khẩu trang. Dạ. Dạ, vô đập. Lấy được cái gì? Lấy được hai cái vòng. Lấy được hai cái lắc. Dạ, hai lắc cái vòng. Lấy hai cái lắc, chạy thẳng một mạch về nhà hay sao? Hay dạ, là mày đi đâu? Đi vòng vòng rồi bán vàng. Bán bao nhiêu tiền? Dạ, 19.200. 19.200.000. Dạ. Rồi, sau đó thì sao? Xong rồi đi ra tới tiệm thứ hai. Dạ. Bán thêm một cái lắc nữa. Dạ. Với giá bao nhiêu tiền? 10.300. Người ta có hỏi gì không? Dạ không. Người ta không hỏi gì, người ta tự cân vàng ta mua. Dạ. Đúng không? Dạ. Ta không hỏi giấy tờ, nguồn gốc xuất xứ của nó luôn. Dạ không. Là người ta để lên cân người ta mua rồi. Dạ. À, 10 triệu mấy trăm ngàn? 10.300. 10.300.000.